Nào, tôi sẽ dạy cho các bạn tạo ra một cái trang Squarespace chuyên nghiệp nhất ở trong vòng 5 phút bằng cách sử dụng GarageBand. Nào, bây giờ các bạn hãy đăng ký một cái tài khoản GarageBand và đăng nhập vào trong cái GarageBand. Tôi sẽ quay trở lại cái trang CBNG và lựa chọn một sản phẩm bất kỳ để tôi sẽ ví dụ cho các bạn. Ở đây tôi sẽ chọn cái sản phẩm đó là cái survey, cái sản phẩm khảo sát kiếm tiền. Tôi đã xem qua cái trang bán hàng của cái sản phẩm này. Và bạn có thể nhìn thấy đây chính là một cái trang Squarespace của cái thằng cách survey này. Các bạn có thể học tập cái cách thiết kế của nó. Tôi sẽ quay trở lại cái GarageBand và bạn sẽ cần phải ấn vào cái tròn tròn này, cái hình bánh răng nhá, các bạn hãy nhớ nhá. Đây cái hình bánh răng. Đây chính là những cái chiến dịch của các bạn. Ở đây tôi đã tạo ra rất nhiều những cái chiến dịch rồi. Đây tôi sẽ tạo ra một cái chiến dịch mới. Các bạn hãy nhập tên của một cái chiến dịch của các bạn vào. Ví dụ tôi sẽ nhập tên đó là survey. Như vậy là cái tên chiến dịch này đã được người khác sử dụng và vì vậy tôi sẽ thử nó với một cái tên khác. Ở GetResponse thì họ không chấp nhận những cái chiến dịch có tên trùng nhau. Tôi sẽ sử dụng một cái mã số bất kỳ 1 2 3 4 5 6 chẳng hạn. Hoặc là tôi có thể sử dụng cái nickname của tôi. Sau đó tôi sẽ ấn vào nút tạo mới. Ok, như vậy là tôi đã tạo xong một cái chiến dịch. Sau đó các bạn hãy ấn vào nút Edit Campaign Setting. Các bạn sẽ cần phải chỉnh sửa một chút. Các bạn sẽ nhìn vào đây. Nếu các bạn muốn email của bạn nhận cái thông báo từ email nào. Đây cái mục profile. Và trong cái mục bơ mission này, những cái mục cần thiết các bạn sẽ tắt hai cái dấu tích đi. Các bạn nhớ nhé, các bạn phải tắt hai cái dấu tích đi. Chúng ta sẽ không cần người ta phải xác nhận thông tin khi mà họ đăng ký email. Chúng ta chỉ cần họ đăng ký một lần mà thôi. Ở đây tôi sẽ dùng các bạn có thể sử dụng cái custom URL này để các bạn có thể chuyển hướng khách đăng ký. Sau khi họ đăng ký rồi thì các bạn muốn họ đi đến đâu. Ok, nhưng mà tôi ở đây tôi sẽ lựa chọn cái hosted by GetResponse. Bây giờ tôi sẽ vào cái phần setting trên GetResponse. Tôi sẽ vào mục landing page. Các bạn sẽ vào cái mục landing page và chọn create. Nào bạn có thể nhìn thấy ở đây một cái danh sách rất nhiều các cái landing page khác nhau và tôi sẽ chọn lựa chọn một cái landing page mà tôi cảm thấy thú vị nhất. Ở đây nó cung cấp cho các bạn rất nhiều các cái mẫu đẹp và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái mẫu này để mà sử dụng cho cái trang Squarespace của các bạn. Nào bây giờ thì ví dụ tôi sẽ sử dụng một cái mẫu. Đây đây tôi sẽ sử dụng cái mẫu này. Bạn có thể sử dụng một cái mẫu khác nếu bạn muốn. Ok, vậy là cái mẫu của chúng ta đã được tải xong. Việc sử dụng trên GetResponse rất là đơn giản, chỉ bằng kiếm phương pháp kéo thả và chỉnh sửa mà thôi. Vì vậy, tôi nghĩ ai cũng có thể làm được cái việc này. Bạn chỉ cần thay đổi tiêu đề ở đây. Ví dụ tôi sẽ xóa cái dòng tiêu đề này đi và tôi sẽ thêm cái dòng tiêu đề mới của tôi vào. Ví dụ như How I make money by taking surveys. Đây chính là cái title. Bạn có thể thấy nó quá lớn. Vì vậy tôi có thể dễ dàng thu nhỏ cái title này đi cho vừa với cái khung của nó. Như vậy là tôi đã làm xong công việc. Ok, như vậy là các bạn có thể dễ dàng tạo ra một cái title. Đó. Đây là phần hình ảnh thì bạn không thể thay đổi được. Ngoài ra thì bạn nếu muốn thay đổi bạn phải sử dụng một hình ảnh khác mà thôi. Ở đây thì các bạn hãy điền một cái dòng chữ như là enter your email below to find out more. Tạm dịch là hãy điền email của bạn đây để tìm kiếm được nhiều cái thông tin hữu ích hơn.
Ở đây thì sẽ có hai cái mục, đó là phần name và phần email. Nếu bạn chỉ cần email thôi thì các bạn sẽ phải tắt cái phần name đi. Bạn có thể thay đổi cái những cái tag này một cách rất là đơn giản. Tôi có thể phóng to hoặc là thu nhỏ những cái hình ảnh ở đây. À, tôi có thể xóa đi những cái phần mà tôi không thích ở trong cái squid space của tôi. Tôi sẽ chỉnh sửa nó cho phù hợp. Ở đây tôi sẽ muốn gõ một cái điều gì đó, một điều gì đó nó phù hợp hơn với cái sản phẩm của tôi. Các bạn thấy đấy, tôi có thể dễ dàng kéo thả một cách dễ dàng. Đây tôi sẽ đánh một vài dòng chữ nào đó như là "See my earning proof" hay là "Who why opportunity" và "Work from home". Ở đây là đó chỉ là những cái ví dụ cơ bản nhất mà tôi muốn trình bày cho các bạn. Tôi sẽ xóa những cái phần mà tôi không thích và không cần thiết đi. À, đây tôi sẽ kéo cho cái bức hình này nó to ra một chút. Và bạn có thể sử dụng một bức hình khác nếu bạn muốn. Bạn có thể dễ dàng thêm nó vào đây. Ok, vậy là từ 3 đến 5 phút thì tôi đã tạo ra một cái trang Squid Space. Rất là chuyên nghiệp, các bạn có thể thấy rất là chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ ấn vào nút Next Step để tiến hành tới bước tiếp theo. Trong phần Space Time thì tôi sẽ gõ vào đó là Make Money Talking Survey. Phần description tôi sẽ gõ vào với cái dòng đó là "You will find our house I miss money by talking survey". Đây chính là cái hộp mô tả đó. Ở phần đường link ấy, thì các bạn hãy chú ý ở đây ấy, tôi sẽ sử dụng, nó sẽ lấy luôn cái tên tiêu đề của các bạn và nó sẽ tự động gợi ý cho các bạn một cái đường link như là makemoneytalkingsurvey.gr 8.com. Các bạn hãy lựa chọn một cái chiến dịch phù hợp với cái sản phẩm này. Ví dụ như lúc nãy tôi đã tạo ra một cái chiến dịch nó tên là Survey Assistant thì bây giờ tôi sẽ lựa chọn nó vào đấy. Ở trang Thank you space thì các bạn sẽ phải lựa chọn vào là Custom Thank you space, các bạn hãy nhớ cái bước này nhé. À, sau đây thì các bạn sẽ phải copy cái affiliate link của các bạn sẽ copy vào đây. Đây chính là cái affiliate link các bạn lấy từ Clickbank ấy, các bạn sẽ phải copy cái phần vào cái phần này. Các bạn sẽ post vào đây. Và nghĩa là sau khi mọi người nhập email của họ ấy, thì họ sẽ được chuyển thẳng trực tiếp tới trang bán hàng của khách hàng. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào cái nút Public để mà kích hoạt cái trang landing page này. Nào bây giờ chúng ta hãy xem lại thành quả của chúng ta. Đây chính là cái đường dẫn, đường link của trang Squarespace của các bạn. Đơn giản là các bạn chỉ cần copy cái đường link này. Các bạn có thể copy vào cái ping ad của các bạn để mà tiến hành quảng cáo cái trang landing page này. Khi ai đó nhập email của họ và ấn vào nút sign up ở đây thì họ sẽ được đưa đến một trang bán hàng. Và nếu cái người đấy họ không mua hàng ở ngay lần đầu tiên ấy thì bạn có thể sử dụng những cái email marketing. Đây ở đây cái trang affiliate Get Cash Survey nó đã cung cấp chúng ta rất nhiều những cái mẫu email marketing các bạn có thể sử dụng. Những cái email marketing này các bạn có thể copy nó và thêm vào trong hệ thống gửi thư tự động của GetResponse. Email marketing nó sẽ giúp các bạn theo đuổi, bám đuổi khách hàng và gửi thư đấy tự động đến cho khách hàng vào những cái thời điểm nhất định ở trong ngày. Các bạn có thể lựa chọn. Tôi sẽ vào cái mục Messenger ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra một cái autoresponder, tức là một cái hệ thống gửi thư tự động. Và tôi sẽ dạy các bạn làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một cái hệ thống gửi thư tự động
và bám đuổi khách hàng. Nếu họ không mua hàng ngay trong lần đầu tiên, chúng ta có thể bán hàng cho họ vào lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và rất nhiều các lần sau đó nữa. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng email marketing mà thôi. Nào các bạn hãy copy cái phần subject, các bạn sẽ copy nó vào vào đây. Chúng ta sẽ phải tạo ra một cái email mới, messenger name và subject name. Phần messenger name thì nó sẽ không hiển thị tới cho khách hàng của các bạn, vì vậy các bạn có thể đặt là gì tùy ích. Và tôi sẽ sử dụng một cái mẫu thư. Đây, tôi sẽ xóa những cái phần mà tôi không cần thiết đi. Tôi sẽ copy cái bức thư thứ nhất, tôi sẽ copy nó. Sau đó thì tôi sẽ paste vào đây. Đó. À, do tôi không có thu thập thông tin first name của khách hàng nên tôi sẽ bỏ cái phần first name đi. Cái đường link này chính là cái đường link Clickbank của các bạn, affiliate link Clickbank của các bạn đó. Các bạn tạo ra cái đường affiliate link và các bạn sẽ copy vào đây. Tuy nhiên các bạn đừng có để nó hiển thị như thế này nhé, các bạn phải ẩn nó đi. Các bạn nhớ là các bạn phải ẩn cái đường link này đi bằng cách sử dụng Bitly hoặc cái gì đó. Ở đây tôi chỉ ví dụ cho các bạn để các bạn nhìn nó rõ thôi, chứ thực ra chúng ta không nên sử dụng cái cái hop link nó hiển thị như này vì người ta sẽ không kích vào đây đâu. Tôi sẽ thay tên của tác giả bằng tên của tôi, Casey. Ví dụ như sau khi làm các bước sau thì chúng ta sẽ ấn vào nút Next Step. Đây sẽ là cái email đầu tiên gửi tới cho khách hàng sau khi họ đăng ký vào cái hệ thống của chúng ta. Bạn có thể lựa chọn thời gian gửi của bức thư này. Ở đây chúng ta có một cái lịch đây, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn thêm, các bạn có thể gửi những cái bức thư vào những ngày nào ngày nào. Đây, tôi sẽ kéo đây là bức thư thứ nhất. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến bức thư thứ hai. Bạn có thể dễ dàng tạo ra bức thư thứ hai. Tôi sẽ gửi bức thư thứ hai vào ngày thứ ba đi. Tôi có thể lựa chọn cái ngày gửi. Đó, tôi sẽ gửi bức thư thứ hai vào ngày thứ ba. Tôi sẽ lại phải lặp lại những cái bước như cái lúc nãy mà tôi đã trình bày cho các bạn đây. Tôi sẽ vào trong cái mục affiliate của thằng vendor và tôi sẽ copy cái nội dung thư của nó. Bằng cách này thì với các bức thư tiếp theo ấy thì các bạn cũng sẽ các bạn tạo ra được, với những cách vậy thì các bạn sẽ tạo ra được những cái lịch gửi thư, và đơn giản là các bạn sẽ tiếp cận được với rất nhiều khách hàng trong những thời gian tiếp theo.